14 năm trước, đây chỉ là một tòa nhà với các máy game cũ. Làm thế nào để chuyển biến từ thời đó đến bây giờ để trở thành một trung tâm giải trí quốc tế? Khu này hôm nay trở thành một mô thức phát triển khó tìm thấy ở đâu ở miền Nam California. Chính quyền, khách quan trọng và giới truyền thông tham dự lễ khai mạc có thể nhìn thấy mọi thứ kề cận. Đây là những gì mà chúng tôi gọi là tạo ra một Palm Vegas, một chút của Palm Springs và một chút của Las Vegas. Đây là nguồn đầu tư 160 triệu Mỹ Kim của bộ lạc. Chúng tôi xây thêm hơn 400 phòng khách sạn và đưa tổng số phòng lên thành 1.065 phòng. Tôi đã được đưa đi xem khắp nơi và phải nói rằng, nâng đẳng cấp lên một bậc mới hiện đại và sang trọng. Chúng tôi cũng xây một hồ bơi đặc biệt duy nhất chỉ có tại California với dòng sông nghỉ ngơi. Phòng họp lớn có thể biến đổi để đáp ứng với cuộc họp hoặc âm nhạc. Các quán rượu với các loại pha chế đặc biệt. Có cả Starbucks và những tiệm khác bên trong nữa. Có cả tiệm Pink Hot Dog và tiệm bánh mì kẹp Earl. Niềm vui thú được mở cửa ở đây tại Harrah'S và đồng thời là lần đầu tiên tiệm Sandwich Earl ở San Diego County. Tôi rất hãnh diện đóng góp một phần ở đây, là nơi nghỉ mát tiêu chuẩn quốc tế, với hơn 1.000 phòng, và những phòng này hy vọng có người sẽ xuống để thưởng thức món hot dog ở Pink. Có nhiều người không đủ can đảm hay viễn tưởng để tiến tới. Chúng tôi rất vui để hợp tác với bộ lạc này. Hôm nay là một ngày cảm nghiệm đặc biệt và tương lai thật sáng lạng cho chúng tôi. Du khách hoàn toàn kinh ngạc trước những thay đổi của khu du lịch này. Bởi vì họ không phải đi Vegas hay Palm Springs để có những trải nghiệm thú vị này. Ở đây cho họ thấy tiêu chuẩn quốc tế và khu du lịch như thế nào khi họ được nhìn qua những gì mà chúng tôi có thể cung phục. Nice. Damn! Really? The new Harrah's Resort, Southern California. See it up close for yourself.